Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Nguyễn Hải Dương, chuyên cung cấp các thiết bị lẻ âm thanh như cụ đại công suất, vang số, vang cơ và các dòng loa hát karaoke gia đình và loa sự kiện. Thì ngày hôm nay Anh Nguyễn nhập rất nhiều dòng loa có tên là GCF và HZ. Thì đây là một dòng loa Array. Dòng loa Array là một dòng loa mà thế giới đánh giá tương đối tốt. Thứ nhất, tiếng trống nó quá sâu với lực. Thứ hai là nó phát xa từ 2 đến 3 cây số. Thì đây là một dòng loa Array Anh Nguyễn đã bán trên thị trường rất nhiều và có rất nhiều các bác đã đánh giá tương đối tốt. Thứ nhất là trọng lượng của nó nặng là 1 tạ đến 5 cân. Thứ hai, nó được thiết kế một cách sang trọng, chắc chắn. Thứ ba, đó là chất âm nó uy lực, mạnh mẽ, tròn gọn. Thì anh Nguyễn nhập rất là nhiều. Anh Nguyễn nhập được 1, 2, 3 và 4 đôi loa GCF Array. Trong 4 đôi GCF Array này thì anh Nguyễn tiếp tục nhập được 2 đôi HZ thôi nhá. Thì đây là một dòng loa rất phù hợp cho anh em chơi sự kiện ngoài trời cũng như trong nhà. Bởi lẽ một thùng loa này nó sở hữu 2 bát 30 gân lụa tầm dầu và một chiếc cây đan từ lớn. Cái dòng loa này các bác có thể để đứng để làm được. Đối với anh em sự kiện thì xếp chiếc loa này lên loa kia thông qua hệ thống răng rất chắc chắn bằng thép thôi nhá. Và có chốt cài khóa tránh mà bị xô loa dây loa. Đây là các cái chốt cài dòng loa Array này. Anh Nguyễn là người đầu tiên mạnh dạn đưa bán ở phía Bắc mình. Thì dòng loa là dòng loa nhập khẩu nguyên thùng, nguyên khối từ Trung Quốc. Đây các bạn nhìn đây, đây chính là dòng loa GCF có mã số là KS112. Công suất của nó từ 400W đến 800W, nội trở 4 ôm. Đây là một dòng loa cao cấp, đấy nhá, cao cấp được sản xuất và thiết kế từ Trung Quốc, một dòng loa chất lượng cao, rất phù hợp em đánh sự kiện cũng như gia đình. Với gia đình các bác chỉ cần một đôi loa là quá đủ. Anh Nguyễn đã nhận được 4 đôi loa GCF và 2 loa HZ thôi nhá. Thì giá nó rẻ hơn GCF một chút. HZ là có giá 15 triệu và GCF này đắt hơn một chút thôi nhá, bởi vì bọn em nhập cao. Đây là anh Nguyễn nhập rất nhiều các dòng loa GCF và HZ. Em mời các bác cùng nghe em thực hiện bằng một cụ đẩy so sắt có tên là BL mã 42 và chơi liên tùy 2 cặp Array, tức là bằng 8 mát và 4 chiếc. Thì ngoài những dòng loa Array nổi tiếng này, anh còn cung cấp các dòng loa JBL 775 hàng xịn của Trung Quốc nhé, hàng nhập khẩu nguyên khối hàng loại 1 và JBL 725 rất phù hợp cho anh em đánh sự kiện và phòng bay. Cũng như anh Nguyễn cung cấp các dòng súp hơi 50, súp kép 50, trầm điện 40, AR, B3 và Martin. Giờ anh Nguyễn còn dòng nữa là mới là AV. Anh Nguyễn nào có thời gian sẽ phân tích đánh giá. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Thì dòng loa GCF và dòng loa HZ
hay Nguyễn đều có những bài đánh giá chi tiết trên đầu tweet. Bác chỉ cần vào loa A đây RCF hay Nguyễn hoặc là loa A đây HZ hay Nguyễn, lập tức thông tin toàn bộ về dòng loa sẽ hiển thị lên, thông tin rõ ràng về thùng loa, bát loa, phân tần, mọi thứ anh Nguyễn đã làm rồi. Hôm nay anh Nguyễn chỉ giới thiệu, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn. Và những tháng này là những tháng sự kiện, anh em có nhu cầu lắp đặt các bộ sự kiện combo đồng bộ thì hãy đến công ty để anh Nguyễn. Công ty anh Nguyễn là một công ty có năng lực cung cấp các hệ âm thanh đủ và set up các chế độ hát các bác rất là tốt, về test về âm cũng như là về lắp đặt combo bộ hát, đó là cái có khả năng để thi công và thực hiện các công trình lớn về âm thanh sự kiện ngoài trời cũng như phòng hát. Anh Nguyễn chào các bác nha.